trải nghiệm du lịch là một trong những giá trị tuyệt vời trong kinh doanh của Amway. Đó là phần thưởng xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các anh chị nhà phân phối lãnh đạo xuất sắc. Hàng ngàn nhà phân phối lãnh đạo đã được Amway mời tham dự trải nghiệm những chuyến du lịch tưởng thưởng qua nhiều quốc gia trong suốt 15 năm qua. Nhưng vẫn còn rất nhiều nhà phân phối, đặc biệt những nhà phân phối mới vẫn chưa có cơ hội tham gia bất kỳ một chuyến du lịch nào cùng với Amway. Đó chính là lý do vì sao Triều có mặt ở đây ngày hôm nay trên một chuyến du thuyền 5 sao trong một hành trình qua hai điểm đến từ Singapore đi Penang, Malaysia. Để tìm kiếm những trải nghiệm tuyệt vời dành cho các anh chị lãnh đạo hoàn thành xuất sắc chương trình Lãnh đạo là phải chất của Amway Việt Nam. Lần đầu tiên cơ hội trải nghiệm du lịch 5 sao lại đến gần với nhà phân phối Amway như vậy, đặc biệt là những ai đang nỗ lực hết sức mình cho tháng Silver đầu tiên trong sự nghiệp kinh doanh Amway. Tháng 3 là thời điểm tốt nhất để bắt đầu và thời điểm tốt thứ hai chính là ngay hôm nay. Hẹn gặp lại tất cả các anh chị trong buổi tiệc thân mật cùng với Triều trên chuyến du thuyền 5 sao này. Lè lưỡi rồi rồi máy đang lại. Lãnh đạo là máy chất, lãnh đạo là máy chất.